Xin chào các bạn. Ở các bài học trước thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu toàn bộ về HTML và CSS cơ bản. Trong bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một phần nữa không thể thiếu trong web designer, đó chính là wireframe. Thì về nội dung bài học ngày hôm nay gồm 3 phần. Phần 1 là khái niệm wireframe, phần 2 là wireframe của dự án mà chúng ta sắp thực hiện, phần 3 là tạo các folder và các file cho project mà chúng ta sắp thực hiện. Ok. Thì đi vào phần đầu tiên, đó chính là wireframe là gì? Wireframe là một công cụ trực quan để trình bày các cấu trúc và chức năng của website được đề xuất. Nó là bản phác thảo trong web của bạn, không chứa hiệu ứng, hình ảnh hay phối màu. Dựa vào nó mà chúng ta có thể tạo ra các trang web một cách nhanh chóng và chỉnh sửa hợp lý và dễ dàng hơn. Thì để hiểu rõ hơn cái chức năng của wireframe, mình sẽ mở ra và tra nó trên Google hình ảnh, hiện ra rất nhiều các bản phác thảo. Thì đây là một trong các thiết kế wireframe, mình sẽ mở ra cho các bạn thấy. Đó. Thì bạn có thể so sánh cái wireframe này với cái bản thiết kế nhà của một ngôi nhà. Khi bạn phải dựa vào đó để bạn có thể xây lên ngôi nhà thì bạn cần có bản thiết kế chuẩn và đẹp. Đó, thì đó chính là cái chức năng. Tiếp đến có thể so sánh với cả cái dàn ý khi bạn làm văn. Thì bạn sẽ viết một bài văn dựa trên cái dàn ý đó, từ đó có thể chỉnh sửa hoặc thêm thắt gì đó cũng đều sẽ dựa trên cái dàn ý mà bạn đã đề ra ngay từ đầu. Thì wireframe tương tự vậy, nó là cầu nối giữa bạn và khách hàng. Bạn không thể nào là xây nguyên một trang HTML hay CSS sau đó đưa cho khách hàng và họ bảo là không hợp với ý họ và bạn sẽ phải đập đi làm lại. Thì điều đó là không thực tế. Và qua wireframe, bạn sẽ thống nhất cái wireframe với khách hàng và cùng nhau thống nhất điều đó, sau đó bạn tạo lên website dựa trên wireframe đó. Thì nếu có điều gì chưa phù hợp thì bạn sẽ sửa, nhưng vẫn sẽ dựa trên cái wireframe ngay từ đầu. Thì đó chính là cái chức năng của wireframe. Nó không thể thiếu cho các web designer hay thậm chí là những người nào mà thiết kế về giao diện mobile. Đó, thì đây chính là một cái wireframe nữa dành cho thiết kế mobile. Đấy là những cái thông tin mà mình cung cấp cho các bạn về wireframe. Thì để tạo ra wireframe thì làm thế nào? Chúng ta có hai cách phổ biến, đó là thứ nhất là vẽ tay ra giấy. Thì đó là cái cách mà mình thích nhất. Đó, thì thể hiện gọi là cái sự khéo tay gì đó, sáng tạo. Còn cách thứ hai là bạn có thể sử dụng các công cụ của Adobe, offline của Adobe như là Photoshop. Thì hiện nay Adobe cũng tạo ra một số các phần mềm khác để thiết kế wireframe một cách chuyên nghiệp mà mình hiện tại thì không nhớ tên nó là gì, thì bạn có thể tìm hiểu thêm. Còn về tất nhiên có offline thì nó cũng sẽ có một số các công cụ online cho các bạn. Ở đây thì mình mở ra trang web Markflow. Bạn vào đây. Ok, bạn vào đây và bạn có thể tham khảo cái trang web này giúp bạn tạo ra một cái wireframe nhanh chóng. Đó, đây chính là cái ảnh demo của nó. Rất là nhanh luôn. Thì đó chính là cái công cụ online mà bạn có thể sử dụng để thiết kế wireframe. Tất nhiên là thiết kế wireframe cũng sẽ có một số các quy tắc nhất định. Nhưng mà trong cái khuôn khổ bài học này thì mình sẽ chưa giới thiệu cho các bạn về cái điều đó. Mà nếu bạn muốn tham khảo thêm thì mình cũng để sẵn cái đường link cho bạn có thể tìm hiểu. Đây chính là đường link. Mà vào đây bạn có thể tìm hiểu về các quy tắc cơ bản nhất về wireframe. Rất là đơn giản thôi, kể cả website lẫn thiết kế mobile, giao diện mobile. Đó. Thì đó là hai cách mà mình giới thiệu cho các bạn để thiết kế wireframe. Thì đi vào phần 2, mình sẽ tiếp tục show cho các bạn thấy là cái wireframe mà mình đã chuẩn bị cho dự án của chúng ta. Thì do là website của chúng ta là khá nhỏ nên mình sẽ cũng thiết kế wireframe rất là đơn giản thôi. Và một số chỗ mình không tuân theo cái quy chuẩn của thiết kế wireframe để cho các bạn có thể dễ hiểu hơn mà mình đỡ phải giải thích nhiều. Đó. Thì đây chính là cái wireframe. Bạn có thấy là đây đủ 6 phần như cái bài đầu tiên ngay ở đầu khóa học mình đã giới thiệu về cái cấu trúc của website mà chúng ta sẽ thực hiện. Thì nó gồm 6 phần: header, about section, product, testimonials, phần sponsor, phần contact form. Đó, nhưng mà nó dưới một cái hình hài rất là đơn sơ, mộc mạc thôi, tất nhiên là không có hiệu ứng ni màu sắc gì cả. Đó là cái cấu trúc. Và mình sẽ trong quá trình làm từng phần một, mình sẽ mở lại cái trang wireframe này để bạn có cái nhìn tổng quan về những cái mà chúng ta sắp thực hiện trong bài học đó.
Đó, thì đó chính là cái chức năng của wireframe mà mình đã tạo ra. Tiếp đến, nhanh chóng chúng ta sẽ đi đến vào phần 3, đó chính là cái tạo folder cho dự án của chúng ta. Ở đây mình sẽ tạo ra folder ngay ở trên desktop. Mình new folder. Mình đặt tên cho cái folder đấy là web landing page. Ok. Bạn có thể đặt tên khác cũng chả sao cả. Thì mình sẽ mở nó lên trên Visual Studio Code. Tất nhiên là bạn có thể hoàn toàn tạo ra các file, các folder mà không cần mở Visual Studio Code. Nhưng mà mình muốn cho các bạn một cái nhìn trực quan nhất thì ở đây mình đã mở ra trang web landing page của chúng ta. À, cái folder landing page. Ok, thì chúng ta sẽ cấu trúc cái folder này như thế nào? Thì đây mình sẽ thực hiện luôn. Đầu tiên mình sẽ tạo ra một folder tên là resources. Thì đây chính là nơi mà bạn chứa các code CSS, JavaScript hay jQuery mà do chính bạn tạo ra. Và một file đó là file hình ảnh. Một là do bạn download từ trên mạng về, hai là do khách hàng đưa cho bạn. Đó. Thì ở đây mình sẽ tạo ra. Nhớ nhá, đây là nơi mà bạn chứa các code mà do chính bạn là người tạo ra nó. Để phân biệt với một folder nữa mà mình sắp tạo ra. Mình sẽ tạo ra 4 folder CSS này. JS là chứa các file JavaScript hay jQuery. Ở đây mình sẽ thêm một file nữa là file image chứa hình ảnh của bạn download từ trên mạng về để thiết kế nhằm mục đích thiết kế, hoặc là cái file ảnh mà khách hàng đưa cho bạn. Tiếp tục mình sẽ tạo ra một file khác, đó là file data. Thì data này sẽ chứa toàn bộ các file khác mà còn không phải là hình ảnh, cũng không có đuôi CSS hay JavaScript, mà có mang tính chất gọi là bổ trợ cho cái website của chúng ta. Chúng ta sẽ nhét hết vào data ở đây. Thì có lẽ là có khi bạn thiết kế HTML thì cũng chưa cần đến cái folder data này, nhưng mình cứ tạo ra cho nó đủ bộ. Ok, thì bây giờ mình sẽ tạo ra thêm một cái folder nữa là folder vendors. Đây, đây chính là cái phần mà mình sẽ giới thiệu cho các bạn kỹ. Thì phần này đó chính là nơi mà bạn sẽ chứa các CSS, file CSS và JavaScript hay jQuery mà bạn copy, bạn sử dụng nhờ từ các nguồn bên ngoài. Đó, thì để các bạn có thể hiểu hơn về cái chức năng của nó là như thế nào thì mình vào một trang, đó là animate.cs. Thì khi bạn vào trang web này, nó có phần download, download animate.cs, bạn thấy cái đuôi CSS của nó không? Thì đó chính là cái file CSS mà hỗ trợ bạn. Chỉ cần bạn chuyển thêm cái class mà tên phù hợp, đây cái tên ở đây mà nó đã là sẵn cho mình. Bạn sử dụng tên, class phù hợp, bạn sẽ tạo ra được các hiệu ứng CSS rất là đẹp mắt. Ở đây có rất nhiều danh sách, đây, yellow nhá, đấy. Thì đó chính là cái các hiệu ứng mà chỉ cần thêm cái tên class là bạn có thể sử dụng được. Thì nếu như mà bạn thiết kế các hiệu ứng CSS này bằng tay, tức là chính bạn tạo ra cái hiệu ứng CSS này, thì nó sẽ rất mất thời gian. Đó, thì cái việc sử dụng các file .css hay tương tự như jQuery bên ngoài thì sẽ bổ trợ cho bạn rất nhiều và tăng tốc cái quá trình code HTML cho bạn. Đó, thì trong cái khoa học, trong cái project thực hành này, trong project thực hành của khoa học thì mình cũng sẽ sử dụng vài cái file CSS và jQuery ở bên ngoài cho các bạn tham khảo về cách sử dụng nó như thế nào. Ok không? Đó, thì đó chính là cái chức năng mà nơi các file CSS và jQuery nhét vào, đó chính là cái file vendors này để phân biệt với cái JS và CSS do chính bạn tạo ra. Đó, thì ở đây tương tự mình tạo ra một folder là CSS này. Folder tiếp theo là folder JS. Một folder nữa là folder fonts. Có lẽ mình sẽ download thêm một cái số cái fonts ở bên ngoài về để sử dụng, thì mình cũng sẽ tạo ra một folder tên là fonts. Đó. Tương tự thì bạn thấy là có CSS, có JavaScript rồi, thì không thể thiếu chúng ta sẽ tạo ra một file, đó chính là index.html. Làm sao bạn có thể code HTML khi ngay cái file HTML bạn cũng không có, đúng không? Đó, mình tạo ra file index.html. Chưa đây mình đã biết chắc là mình sẽ code cái file CSS ở trong resources này rồi, thì mình sẽ tạo ra luôn một file, đó là file style.css. Style.css và một file CSS nữa, đó là query
CSS. Thì đây chính là nơi bạn chứa các code CSS hỗ trợ bạn thiết kế responsive website. Mà ở gần cuối khóa học chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện code CSS trong cái file này. Mình cứ tạo ra trước. Đó. Thì JS mình sẽ tạo ra một file là scripts.js. Đó. Ok. Thì ở đây mình sẽ nói thêm một phần nữa, đó là nếu như bạn thiết kế cái trang HTML này cho riêng bạn, đó là dự án cá nhân của bạn, thì có lẽ bạn sẽ không phải gặp cái vấn đề này. Nhưng mà nếu như bạn nhận dự án từ khách hàng thì có lẽ họ sẽ gửi cho bạn một file text như ở đây, mình đã mở sẵn ra một file text. Thì nó sẽ chứa toàn bộ các thông tin, các text mà ở trong website của bạn, mà bạn sẽ copy và điền vào trang HTML. Đó thì hoàn toàn, ở đây mình đã tạo ra sẵn cho các bạn 6 phần, header, about đấy. Đây tương tự các phần còn lại, sponsor, contact, section. Đó, thì khi bạn nhận dự án từ khách hàng, rất có thể họ sẽ gửi cho bạn một file như thế này. Thì mình trong quá trình code mình cũng sẽ mở lại trang này thường xuyên để copy các text trong này. Đó. Và có hai file họ sẽ gửi cho họ, một là file text, hai là cái file, à không, chính xác là folder chứa hình ảnh. Thì khi thiết kế website, bạn hoàn toàn có thể download các hình ảnh ở bên ngoài mạng, ở trên bên trên Google để download về sử dụng. Nhưng rất có thể họ cũng sẽ gửi cho các bạn những cái bức ảnh liên quan đến cái nội dung mà họ muốn truyền tải lên trên website. Như web bán hàng thì sẽ có hàng hóa này, web về thức ăn thì sẽ có những bức tranh của những món ăn. Đó, thì ở đây mình cũng đã tạo ra sẵn các hình ảnh mà bạn có thể sử dụng trong xuyên suốt khóa học, xuyên suốt cái project của chúng ta sẽ thực hiện trong khóa học này. Mình Ctrl A, Ctrl C và paste vào trong cái folder của chúng ta là resources, vào image, mình Ctrl V. Thì đó, vậy là cái sự chuẩn bị về folders và một số các file đã xong. Ok, thì ở trong bài học này chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về wireframe và tạo ra các folders cho cái dự án mà chúng ta sắp thực hiện. Ở bài sau thì chúng ta sẽ kết thúc quá trình chuẩn bị bằng việc là setup cấu trúc và các cú pháp ban đầu cho file CSS và HTML. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận và góp ý của mình để giúp phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên luyện tập thử thách không ngại khó. Cảm ơn các bạn. Để ủng hộ cái team, các bạn có thể tìm kiếm channel YouTube của cái team bằng cách gõ từ khóa cái team lên YouTube. Bạn sẽ thấy channel nằm ngay đầu. Hãy nhớ subscribe channel để nhận được thông báo mới nhất. Các bạn có thể like các video mà các bạn thấy hay để cái team có động lực và biết rằng cái team đang làm tốt. Các bạn có thể để lại bình luận như là hoặc là các bình luận đóng góp, góp ý để cái team càng ngày càng phát triển hơn, củng cố các bài học tốt hơn. Các bạn có thể tìm kiếm tài liệu vào website chính thức của Howkey Team, đó là howkeyteam.com. Bạn gọi .com sẽ tự động chuyển về VN thôi. Đó, ở đây các bạn có thể vào phần khóa học lập trình chẳng hạn, các bạn có thể tìm khóa học lập trình C#.net chẳng hạn. Trong đây sẽ có rất là nhiều khóa học cho các bạn tìm kiếm, các bạn học rất là nhiều. Rồi thử vào một khóa. Mỗi khóa học đều sẽ có video nhúng nếu như có video bên YouTube. Và trong mỗi khóa học nếu có code, đội ngũ Cater sẽ đưa code lên ngay trên đây để các bạn có thể dễ dàng copy, các bạn có thể mở rộng ra để xem code rất là dễ dàng. Có hình ảnh, demo, ví dụ, bài tập nếu có, rất đầy đủ. Và đồng thời có cả tài liệu và source code ở những bài hướng dẫn này. Rồi, các bạn hoàn toàn có thể lướt quảng cáo khi nhìn thấy cũng được, đó là tùy ý. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào muốn hỏi đáp, các bạn hãy vào chức năng hỏi đáp. Rồi đặt câu hỏi ở đây, chẳng hạn nhấn tiếp tục, chọn chủ đề bạn cần, viết tiêu đề của bạn, giả sử như là cách đọc xuất file trong C#. Rồi đưa ra cái vấn đề cụ thể của các bạn, code demo hoặc hình ảnh để mọi người có thể dễ dàng nắm thông tin hơn. Nhớ chọn thẻ tương ứng với ngôn ngữ mà các bạn chọn hoặc vấn đề của các bạn chọn và nhấn tạo câu hỏi mới. Nếu bạn cần tài liệu hoặc có tài liệu muốn chia sẻ với mọi người, với cộng đồng, các bạn có thể vào chức năng tài liệu, tìm tài liệu ngay tại đây, có tìm kiếm nâng cao và tìm kiếm theo từ khóa rất là dễ dàng. Bạn hoàn toàn có thể tạo tài liệu tại đây rất là dễ dàng luôn. Đó, có hướng dẫn sử dụng, cứ việc cuộn và cuộn thôi. Rồi nếu bạn muốn đóng góp cho cái team, bạn hoàn toàn có thể vào phần đóng góp. Ok, nếu bạn muốn tham gia hoạt động trên group Facebook, bạn hoàn toàn có thể dễ dàng truy cập vào bằng cách group.howkeyteam.com. Nó sẽ vào group Facebook. Ok,
tại vì group này không đổi tên được nữa nên khá là khó. Đây chính là group chính chủ. Bạn có thể tìm fanpage của cây team rất là dễ dàng. Bạn có thể tìm fanpage hai cây team ngay tại đây, nó sẽ lòi ra luôn. Đây chính là fanpage chính chủ của hai cây team chúng ta. Rồi, nếu có bất kỳ phản hồi nào, các bạn có thể hoạt động bên Facebook, bên website, bạn có thể nhắn tin vào fanpage, bạn có thể nhắn tin vào trên YouTube. Chúng ta, Cater đều sẽ rất là sẵn lòng để hỗ trợ các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn.